Khi ấy trời đế Thích Bạch thiện hiện, này có vô lượng các thiên tử, muốn nghe Đại Đức tuyên thuyết chỉ dạy Bát Nhã Ba La Mật Đa, cúi xin Đại Đức thương xót chỉ dạy cho họ, biết thế nào là Bồ Tát nên trụ Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thiện hiện bảo đế Thích, tôi nương thần lực của Phật tuyên thuyết chỉ dạy Bát Nhã Ba La Mật Đa cho các chúng trời, như việc nên an trụ vào các Bồ Tát. Thiên tử các ông, người nào chưa phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề thì nay nên phát. Những vị đã nhập vào chánh tánh ly sanh của thanh văn độc giác thì không thể phát tâm đại Bồ Đề. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì người đó đối với sanh tử có sự ngăn ngại vậy. Trong đó nếu có vị nào phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề thì tôi cũng tùy hỷ. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì có các bậc thắng nhân nên cầu thắng pháp, tôi hoàn toàn không làm trở ngại cấp bậc pháp thiện thắng của họ. Thế Tôn khen thiện hiện, lành thay, ông khéo khuyên bảo các Bồ Tát.